What's up anh em? What's up trở lại thôi nha anh em. Vâng vẫn cứ như thế, vẫn lại là mình nữa thôi nha anh em. Vâng. Và nói chung là chưa khi bộ đeo mà và anh em nào có nhu cầu gì thì cứ liên hệ mình nha anh em. Tôi liên hệ trên chương trình dưới phần comment hoặc là trong phần mô tả nha anh em. Ok, trước khi vào video mình có một số vấn đề lưu ý còn nói anh em luôn nha anh em. Ok, anh em nào mà muốn nạp vối mình anh em, nói chung có một mình làm anh em ơi, cho nên nó hơi gọi là chậm trễ với nó hơi cầu kỳ xíu nha anh em. Ok, anh em muốn nạp đúng không? Anh em vào game anh em muốn nạp gói nào thì anh em bấm vô đó anh em chụp gửi mình nha anh em, để em có thể báo cho anh em cái giá thật là sinh viên học sinh nha anh em. Vâng rồi, như đó thôi nha anh em, đơn giản như thế thôi. Và mình thật sự là mình không có nhận được thẻ cào nha anh em. Ok. Vâng rồi, một số vấn đề nữa rằng là anh em ơi, anh em nào mà đang treo na quát này còn tá anh em gửi xuống giúp mình cái nha anh em, để mình húp na quát này cái anh em treo lên lợi nha. Ok, cảm ơn anh em vì điều đó nha. Cảm ơn anh em nhắn nhiều luôn á. Ok, đợi bình điểm thôi. Hay giờ trở lại nha anh em. Ok, lên kèo anh em quên luôn nha anh em, không đi gọi là đi mồi đỏ đen hay gì luôn nha anh em, hôm nay gọi tóc đầu luôn nha anh em, không ngờ mè không đi mồi luôn nha. Mong đây là kèo của người em anh Kiệt nha anh em, xương xương thôi, cứ ở ca cộng 6 nha anh em, đơn giản đúng với mình nha anh em. Ok, cứ ở ca này mùa thẻ, nói chung là mình cũng ít thấy anh em, cho nên là hơi lạ mắt đúng với mình nha anh em. Ok, và rồi nói chung là cộng 6 nha em, nó không cua nha anh em, 4 vạch đúng đẹp luôn nha anh em, vạch vừa đúng khung nha anh em, vừa vô phơm nha anh em, và liệu phấn này có vô phơm hay không nha anh em, không có nhịp luôn nha anh em, dứt luôn nha anh em. Đều mua đầu tiên này, hy vọng nó tiếng cho người anh em thì lại vui nhờ. Mình nghĩ đi rồi mình thấy nhịp sáng nó không được ổn thỏa cho lắm nha. Ok, điều đó chính xác rồi anh em ơi. Ok, đại màn tím nha. Hay giờ tiếp tục nha anh em, kèo thứ hai của anh em Quân nha anh em. Quân của đây là kèo của người anh em gọi là Thanh Vinh nha anh em, tiếp tục là người anh em thôi. Hôm nay người anh em đưa kèo đó là hôm qua người anh em đưa kèo gọi là của tổ 7 đúng không ta? Đúng rồi, của tổ 7 với gọi là Hakimi 7, nhưng tất cả mọi thứ đều đi nha anh em. Ok, và bây giờ người anh em quyết định là đưa cụ tổ đi cộng 8 nha anh em, cụ tổ mùa gọi là tốt nha anh em, mùa khá cổ nha anh em, mùa giống anh 7 bên Adrian Bích 2017 mình em ơi, tốt 21 nha anh em. Mùa thẻ khá là lạ lùng đối với anh em đúng không, và khá là lạ mắt. Ok, người anh em quyết định là đưa cho mình quả kèo cộng 8 nha anh em. Ok, pha nào lên 8 chắc là ngày mai mình đậu anh 7 đi, anh Bích lên 7 quá. Điều đó chỉ là diễn nhân thôi. Ok, trở lại nha anh em, một bạch như thế này nha anh em, phải không ta? Thì mình nghĩ chắc như thế nha anh em, mình để theo ý chí của mình đi anh em ơi. Nghe thôi con tim mất bảo đi anh em, mà biết đâu được nha anh em, chinh phục được siêu ông cộng 8 người anh em thì vẫy hò luôn nha anh em, thì lại vui cuộc đời này anh em ơi. Ok, kèo thứ hai thôi nha anh em, mà vào luôn cộng 8 anh em, nó hơi nhanh quá hay không ta? Chơi luôn nha anh em, quyết định luôn đi, cuộc sống này phải luôn quyết đoán nha anh em mới có kết quả tốt được. 2 3 4 5 6 7, ước gì một ngày nào đó mình cũng sẽ đập bên 7 cộng 8 như thế này. Nhưng mà cộng 6 thôi, cộng 7 chưa dám đập nha anh em. Đừng nói gọi là mơ tưởng đến cộng 8, đó chỉ là một điều viển vông và xa vời. Đúng như thế nha anh em, ok đợi mình tím nha. What's up trở lại anh em, ok kèo cuối cùng bên sân nhà chúng ta ngày hôm nay anh em. Hôm nay nói chung là sân khách hơi bị nhiều kèo nha anh em. Ok, nói chung là pha này gọi là đập thẻ và đi mở gói cho người anh em gọi là Nam Nguyễn luôn nha anh em. Con chuyển thôi, và kèo người anh em đưa đó là gọi ca cộng 6 nha anh em, khúc bô bê vậy thì không biết nha anh em. Ok, chuyển thôi. Quá sắp trở lại nha anh em, vâng là pha này để như thế này nha anh em. Và vẫn không có nhịp luôn nha anh em, vãi cái hồ luôn nha anh em, mà phát ngay nha anh em. Vạch cũng không vui nha anh em, và liệu vạch như thế này có đúng đắn hay không, thằng em đã để nha anh em. 26-2. Bây giờ hôm nay sẽ lên được vài kèo cho anh em coi, chứ mình sẽ thấy thật chán nha anh em. Giờ sinh nhật hôm nay lên được kèo cộng 6, chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau nào. Phát ngân ngay đúng với mình rồi là khá là xui nha anh em. Và liệu có thể biến tất cả mọi thứ này thành hên hay không? Quá thật dài luôn. Quá lụm nha anh em, mấy kèo thứ ba đã lụm nha anh em. Vậy em mới để mới lên tiếng nha anh em, chắc em báo nó vô gì anh em ơi. Ok, chắc mình mở gói lẹ nha anh em, để nó vô là đi luôn anh em ơi. Ok, đợi mình. Quá sắp trời anh em, ok sau những khoảng thời gian mình suy nghĩ thì mình thấy gói này cũng là lạ nha anh em. Ok, chỉ thử cho anh em coi luôn nha anh em, mình thấy cũng lạ lắm. Ok, thằng em nói chung là nó nói mình muốn chơi gói nào tùy nha anh em. Vâng, mình sẽ nghe theo cảm giác của mình nha anh em. Mình thấy cái gói này cũng có sức hút phết anh em. Ok, 430 và chơi gói 600 nha anh em. Gói 600 đó mình bị ghiền anh em ơi, mặc dù nó lỏ nha anh em, mà chúng ta còn phải nên hy vọng vì nó nha anh em. Ok, lần đầu tiên mở gói này nha anh em, biết ra được cái què ở đây nha anh em. Chiến thôi, 430. Đừng nói không có lửa nha anh em, ước gì sẽ có lửa cho chúng ta coi nha anh em. Không có lửa thì quá chán luôn đấy. Quá cả chán luôn. Bạch rồi, nhịp cuối cùng này. Ôi, mà thấy số 3 nha anh em, chứ cho nên chúng ta để 3 nhịp nha anh em. 3 nhịp đi đó.
Bỉ đạo đường đúng không? Đúng vậy, bé nào nữa. Ok, lừa không? Nói chung là cuộc sống này chúng ta nên chơi những thứ chắc cú nhất của đời nha anh em. Phải có hội. Ok, sáng giờ về nha anh em, hơi dài rồi. Ôi, mà đủ quá. Xin lỗi người anh em nam nguyện rất nhiều nha, anh mày không cố ý đâu. Nhưng mà nhân phẩm anh mày như đó đã hết rồi. Ok, và liệu cái kết này có tội không đây nè. Rửa tổ tí đi. Hai nháy nha anh em. Ước một lần như được hầm tổ ti khi mà có FB nha anh em. Nói tuần với hầm UCL mà thấy ngán ẩm lóa rồi anh em ơi. Và rồi màn đêm trôi khiến con tim này lẻ loi. Hầm đi ba bồ. Crot thì mở đi. Trời ơi mà đúng quá. Ám lửa. Trời ơi báo ra một lần rồi nên mày lại ra mà rút bít nữa. Mày rồi mà rút bít ơi. Báo. Ui. Sao đây được ba cục thể bảo vệ luôn em, bỏ là nhiều chưa? Nói chung là cho mình sorry nhiều lần sorry nha người nên Nam Nguyễn chịu rồi. Ok, nói chung là đợi mình với Sơn Khánh nha. What's up? Ok, với Sơn Khánh nha anh em. Vâng, và đây là kèo đầu tiên với Sơn Khánh, kèo của người Nam Tiến nha anh em. Ok, kèo cũng nhẹ nhẹ thôi nha nha anh em. Vâng, và đó là ba chiếc Ferrari cộng 5 màu biết trọng Vinh Cup nha anh em. Cũng khá là xịn sò nha anh em, đội hình đang mức ráng là 110 tuổi nha anh em. Cũng đẹp đẹp phết nha anh em. Ok, và là chuyến thôi nha anh em. Vâng, và có thể bảo vệ luôn nha anh em. Vâng, em để đến chung là cũng đã mua sẵn sàng rồi. Chúng ta chỉ cần gắn vô và lụm thôi nha anh em. Không có thể bảo vệ. Ok, và vẫn không phun hoạch nha anh em. Bốn hoạch nhú của em báo, nói chung khá tâm linh nha anh em. Mình tin tưởng vào bốn hoạch này của em báo mình nha anh em. Biết đâu được. Điều đó có thể xảy ra hả? Chuyển thôi nào. 1 2 3 4 Chức thương nhà. Hôm nay nói chung là sân nhà lên được kèo cũng 6 khá là vui nha anh em. Bởi động sân khách sẽ lên được vài kèo cộng 5 cho chúng ta la làng. Thường thường mình đã cũng năng thể bảo vệ như rằng nó đi rất rễ nha anh em. Bởi có hồi tôi đi người anh em nhấn nhiều nha. Để mình tím nha. Hey we go. What's up trở lại anh em. Tiếp nữa thôi. Vâng đây là kèo của người anh em gọi là Tấn Khang nha anh em. Vâng kèo người anh em ra nó rè này. Quái không em tăng dần lại đồ hình như vậy anh em ơi. Ừ em tháo gì hết luôn nè. Quái không ạ. Thằng em này nói chung là nó đang định gọi là tăng trang hết tất cả đồ hình hay sao ấy. Ừ. Đừng nói với anh mày, mày đừng nói anh mày là mày đã anh 7 lên 8 nha. Bữa thấy còn 7 mà anh em. Anh em yêu ơi, toàn là những pháp sư. Ơ, mày ôi. Thì nó đập anh 7 lên 8 luôn anh em à. Mình chưa bây giờ đập được anh 7 lên 8, mình ước rồi. Nhưng mà anh em quơ có thể đập anh 7 lên 8, nó đập Hurricane 8 luôn nha. Nhưng mà để về 6 nha, anh quá đen cho người anh em luôn. Nhưng anh 7 lên tiếng. Tại sao không phải là anh đập mà lại anh em nó đập. Mà đôi khi anh em nó đập lại hình mình nha anh em. Cuộc đời thật chán ngang anh em. Mà luôn đen vì điều đó sao. Anh 7 không liên tiếp ông 8 đối với mình nha anh em. Anh 7 mùa đó mà đập khá là nhiều lần ông 8 nha anh em. Nhưng mà kết quả là không như mong muốn anh em ơi. Và rồi phối mình nghĩ là chấm 17, chấm 20 và chấm 20 nha anh em như thế này nha. Ok, và liệu ngày hôm nay sân nhà rồi sân khách có lên tiếng chúng ta kè nào hay không. Sân nhà lên tiếng rồi nha anh em. Ok, chơi thế nào? Nếu lên cộng 7 không biết có kèo cộng 8 hay không đây thì quyết định là pha này nha. 1 2 3 4 5 6 và rồi rồi chúng ta đi. Hey. Để từ anh em để mình nặng nha anh em. Ok, nó vẫn là con số 5 nguyên thuộc đó thôi. Ok, sorry người em tính khen. Quá buồn luôn, đợi mình nha. Ok, trở lại anh em. Trước khi qua cầu chính gọi là cơn mưa cộng 5 của chúng ta thì nói chung là mình đi dạo chơi qua con ẹt anh ánh mình xíu nha anh em. Xong một kèo nha anh em. Ok, đi xả xui luôn nha anh em. Ok, đạm khứa ta đem ca lên 5 cái nha anh em. Bữa định đập 6, định ham ham nhưng mà kết quả là đi xa nha anh em. Ok, giờ đập cho vui nha anh em. Mình nghĩ chắc cũng đi thôi anh em ơi. Đời đập 5 luôn đen anh em à. Gây chất pho cũng nhẹ nhẹ xương nên nha anh em. Nói chung là chúng ta không để vạch cao lao quá nha anh em. Cuộc đời nó sẽ đi nha anh em. Ok, 112, 220 nha anh em. Ok, vạch như thế này nha anh em. Vừa nói chung là gần full nha anh em. Nhẹ đó mà. Bình thường nếu mình mới cầm phải kèo này anh em đập chơi chơi. Và nó đôi khi đập chơi nó lại lên anh em ơi. Đợi vậy lắm anh em ơi. Chán ngang vậy đấy anh em mà. Mình nói mà. Có điểm nha anh em, nên kèo được kèo của 5TK này. Hy vọng mấy kèo sao sẽ lên nhiều nha anh em. Cầu chính của chúng ta ngày hôm nay nha anh em. Đập mấy ngôi sao bây cần, vậy đập mấy ngôi sao cũng 5 nha anh em.
Ok, hành trình hố vàng cho người anh em. Ok, và rồi để coi còn gì làm cho anh em coi hay không. Ok, này trước đi dành cho anh 7, đập anh 7 ra 10 anh em, đập biết bao nhiêu lần này, tôi cầm một thứ điều đi khá là chán. Ok, đây là làm nhẹ cái gối nhận nha anh em, gối khá là nhiều gối trong đây nha anh em, mình nhận thập cẩm nha, nhiều gối lắm anh em, nhiều gối đã lắm anh em ơi. Ok, bây giờ mình nhá hàng gối này chuyên xương nhẹ nhẹ thôi anh em, demo thôi nha anh em, mấy ngày kia nói chung chúng ta sẽ mở gối này nha anh em. Ok, mình nhận khá là nhiều bên nẹt clone mình nha anh em, để dành mở cho anh em coi nhiều lắm anh em ơi, còn gối ngon gối xịn không anh em ơi, húp không anh em ơi. Bây giờ một ngày nữa mình sẽ làm được con Utoti nha anh em, thì lại xuống cái đời này. Ok, và rồi hai nhảy này nha anh em, quá nhiều tổng hợp gối này nha anh em, gối này tổng hợp nhiều thứ hay ho lắm anh em ơi. Và chúng ta chỉ cần một cái đường hầm Utoti để mới cảm xúc được em ơi, còn đường hầm khác thì chúng ta xin rồi. Và rồi ông gì lắc cái đó UFC hả, UFC UFC là B nữa không ham hay vậy ai cầu cái mặt lỗ không như phay nó gì trời, cái đồ ấy gì đâu anh em ơi, chung quay chính của mình luôn luôn, cái gì đó đang thu thù lui nha anh em, quá là chán của đời luôn nha anh em, cứ đâu quay lại bao nhiêu trời, cứ nào nào không lấy min cho giang, nhìn suy ngẫm của đời luôn nha anh, thấy muốn suy ngẫm luôn. Ok, một kèo nha anh em, đẹp anh. Ok, trở lại anh em. Ok, qua kèo chính thôi nha anh em. Vẫn đây là kèo của người năm qua. Qua kèo quá chiếu luôn nha anh em. Đặt 8 kèo cũng 5 nha anh em. Ok, và hình em có cái tên là Giải Ngân Hà nha anh em. Vâng, cái tên khá là chất và khá là chiến nha anh em. Cũng biết ra 410 tổ rồi đây. Full ngôi sao nha anh em. Cái vẻ đẹp nó kìa bạn, còn gì để nói đây. Cái vẻ đẹp nó lung linh và hoàng ra nha anh em. Quá lạ luôn nha anh em. Bây giờ nói chung là mua được một cái đội hình ngôi sao như thế này hiện tại bây giờ thì khá là khó khăn nha anh em, mua khá là khó luôn anh em ơi. Nói chung là không nên nói nhiều nha anh em. Và rồi để mình tính toán với anh em báo và chia kèo nha anh em, để mình xuống. Ok, và giao kênh solo là có hàng đầu tiên chúng ta dứt nha anh em, mà full bạch luôn nha anh em, mà pha này mình đi bằng ngồi nha anh em. Bây giờ bằng tay của mình hôm nay sẽ đẹp đẽ nha anh em, mấy ngày nay đẹp thẻ đen quải hồ luôn nha anh em, quá chán quên quỳ điều đó nha anh em. Chiến thôi nào, 5 nhịp gõ nhau quán như cũ, 1 2 3 4 Trời ơi, chặt nhịp rồi. Nhìn cái gì không biết mình luôn hay vì điều đó mà. Xíu bạn, mình đập lên rồi đó. Vui dữ chưa? Tự nhiên siêu vậy cái cười, không có gì vui luôn. Thằng em nó bị gì, em tự nhiên vậy cái cười. Ok, quá là quá lợm, im, giờ sao muốn ngồi hay không, khủi mùi đi chứ. Giờ tới em báo cho anh em hai cảnh trước mà. Ok, giờ thằng em báo, đợi mình sẽ xếp vô luôn. Anh mà xin lỗi mày rất nhiều nha Khoa, thằng em anh nó nói là bốn mạch nhú nó mới chơi. Nó làm anh lú luôn rồi. Mình đừng có báo anh em vô chứ, phun mạch nó chắc cú mà chơi bốn mạch nhú. Lú như con cú luôn nè anh em ơi. Còn nhịp nữa, chặt nhịp. Đi đi chứ đâu, vậy là biết rồi. Rồi 8 kèo chưa giáo hai kèo lụm nha anh em, quá giờ hồ luôn, mấy kèo sao nghi đi quá. Giờ 8 kèo lụm, 5-8 kèo liên tiếp sao ạ? Không nghi để nói rồi đó, nói chung 8 kèo là sợ phải có vợ xịt được vài kèo nha anh em, mình chắc chắn sẽ xịt vài kèo. Nhưng không biết kèo nào đây. Ok, giờ tới mình nha anh em, người đập sẽ le nhau mà anh em ơi. Giờ tới Vigo Văn Đại ha. Ok, Vigo Văn Đại đi, hoặc Fabinho bạn. Cho mình hôm mà đập Vigo Văn Đại lát cho bạn Fabinho. Làm mình xíu thôi. Ok, qua mình thì cộng 5 mình luôn, cái giáo án chân chính của mình là full bạch cộng 5 nha anh em. Em báo anh muốn mình nhú ghê chứ. Nó kêu liều nha anh em, nhưng ok, nhưng có hợp lý rồi. Rồi chơi nha anh em, mình nhịp bụng mình cứ tới thôi. 1 2 3 4 5 6 Kèo thứ 3 rồi nha anh em. Lên ba kèo liên tiếp thì sao nhờ. Thấy hồ ảo mày. Xíu bà. Quái lên mà kèo liên tiếp. Quái mình định lấy Fabinho để mồi chủ yêu quân đại anh em, nhưng mà không nha. Nó lại lên luôn rồi. Quá ok. Bây giờ là tới Vương quân đại thôi. Mình nghi Vương quân đại sẽ rời xa chúng ta phần này quá ta. Ok, thằng em báo muốn hoạch như thế nào đây. Để mình. Ok, tiếp tục nha anh em. Fan này đem fan này mình để pho thiếu nghiện của mình. Và tiếp tục thằng em báo nha anh em. Nếu pha này nó đập lên là vô nó đen nha anh em. Hãy bắt cái liều lên rồi pha này em báo. Mình nghi bạn pha này đi lắm á. Còn nhịp nữa. Ừ. Bốn kèo rồi nha anh em, kèo thứ tư nha anh em. Bây giờ kèo thứ tư sẽ lụm luôn thì đẹp đẽ của đời, mình thấy ánh sáng ba đủ rồi. Em báo cứ được rồi, tại nó cái kèo kia nó căng căng rồi đi nha anh em. Vừa mình muốn nó lên nha anh em, nhưng mà không nha anh em. Rất là đáng tiếc luôn, cái đời mình.
What's up trở lại anh em, Vân đây kèo thứ 5 của chúng ta nha anh em. Vân pha này mình nha anh em, thằng em báo mình đã nói là full mình đập, còn là không full thì để nói nha anh em. Ok. Chơi thôi nha anh em. 1 2 3 4 5 và đây là Kevin De Bruyne. Kèo thứ 5 rồi đây. Những kèo video mà đại xịt là y nhằn nó kéo theo mấy kèo khác đi quá anh em ơi. Vãi hồ. Mình nghi lắm rồi đó. Y rằng video mình đại là kéo theo đi nha anh em. Bởi vì mình nghĩ 10 cục thẻ bảo vệ đó là để cho Son và Lee Wan nha anh em. Mình nghĩ như thế rồi. Không cần cái gì mà không cần. Vãi hồ nghe báo. Ok. Vậy là Bellingham cho nghe báo nha anh em. Một coi thế nào đã sắp xếp. Sao ok trả lại nha anh em, thằng báo tiếp một lọc vạch như thế này của nó nha anh em, nó kêu mình là để như thế nha anh em. Ôi hồ luôn em ơi, còn nhịp nữa mà làm vậy là màu nó vuốt vuốt rồi. Đi chứ đâu nhìn màu biết đi nữa rồi, thấy sáng mà đúng rồi toàn anh em ơi. Vừa bên đại xịt đi đặng anh em, phải một đò vậy. Ây da, hát là clip qua đi. Ok, nói chung là chiến luôn nha anh em. Vãi mà ba kèo lên liên tiếp. Vậy bốn kèo, vậy ba kèo liên tiếp và ba kèo xịn liên tiếp nha anh em. Hơi ô. Liên quan anh em ơi, có thẻ bảo vệ nha anh em. Cho em xin lỗi, mình sẽ gắn thẻ bảo vệ pha này. Nên thẻ bạn. Thằng em nó đâu kêu đâu. Ok, chắc không nha thằng em nói chung là không kêu mình để thẻ. Ok, đẹp xếp phong. Ok, pha này cho anh em báo nha anh em. Mình sẽ đập xong không yên. Phun vạch đi, an toàn cho người anh em chứ. Hồi nãy bạn không phun vạch phát đó là hên thôi. Cuộc sống mà. Mày em báo nha anh em. Mong nhịp. Hai, kẻ thứ tư sẽ liên tiếp chán này. Còn nhìn nó đấy. Hãy nói gì đây đi qua đó kì. Phải không nhìn sáng luôn. Phải nào chỉ cần. Chỉ cần. Tinh tinh. Siêu. Siêu. Quá lầm. Liên quan đến lên tiếng liệu Son Heung-min có lên tiếng hay không anh em hả? Mình đang mong chờ một điều gì đó Son lên tiếng anh em, mà pha đó là mình nha anh em, pha này mình anh em ơi. Anh em nghi mình quá anh em. Thiện bao nè, nó làm việc đi qua rồi liệu mình có lên tiếng hay không? Nó gọi hy vọng mình sẽ trả lời nữa nha anh em, đợi mình tém thôi, đợi mình nha. Ok, pha này tiếp tục là full nha anh em, hai kèo cuối, hai kèo căng mà anh em ơi, ui là cao nữa anh em ơi, Son Heung-min. Ok, thằng báo nó nói kẹp cộng với lên. Nếu mà hôm nay có xịt cho anh em báo nha anh em, phải cho mình. Ok, thằng em báo lãnh hết tội ác hôm này. Ok, và fan này là mình, thằng em báo nó gọi thì giờ mình sẽ trả lời nó nha anh em. 1 2 3 4 và đây là Son Heung-min. Cuối cùng cúm cùi. Vãi ồ luôn. Ok, mình đang vô thế, mình đang ghiền, anh em đợi mình tiếp đi. Ok, trả lại nha anh em, một cách thần kỳ nào đó thì mình với ngân báo xe bam lên 4 lên cộng 4 hết luôn nha. Lên cộng 4 liên tiếp luôn nha anh em. Hy vọng mình sẽ chấp phục được một cái đó cộng 5 lại cho người anh em nha anh em. Tháp ra cái anh em đang vô thế, ok, đợi cắt clip cái. What's up trả lại nha anh em, vâng. Nói chung là ngân báo nó giao kèo nha anh em, nói chung hai người đập hai kèo liên tiếp luôn nha anh em. Vâng, mình cho hai anh em, cho anh em nói chung là hai kèo xanh lè nha anh em, hai kèo sao xanh nha anh em. Ok, Kevin De Bruyne tiếp tục là nó. Bà vạch thế nào đã sắp xếp nha anh em. Ok, và nghe báo nó muốn vạch thế này nha anh em. Có liệu cho mình sau đi. Chịu rồi, nghe báo nó chơi liều. Nó nhân chơi. Chịu rồi, nó phá, nó hay để vạch thiệt lắm. Nó đặt nó phun vạch không anh em. Mặt nó dừa. Ok ơi, và cái thứ hai liệu lên đây không. Nãy đập xịt một lần rồi, mà thấy sáng bị ngon rồi đó. Siêu. Siêu. Bố vạch nhú em nó lại tâm linh nha anh em ơi, quá lậm luôn. Ok, tiếp tục thôi, chơi đi cho bạn tự thao tác luôn á. Và tính nào là như thế, hồi nãy muốn hoành nhú là 2 con 115, 1 con 116 đúng không? Không phải 2 con 116, 1 con 115. 1 con 115, này mình cũng đặt rồi. Ok, để bạn tính nào tùy ý Quỳnh. Tiếp tục bạn nói nha nè, mình ngoài mình coi đi nha anh em. Mình chịu rồi, cái gì chịu, sorry anh em nữa. Cái vô băng đại, cái win lên tiếng này, vô băng đại lên tiếng thì chịu luôn. Nghi quá ta. Hay vì chờ em báo siêu giờ tới mình mới lo nè, mình nghi mình quá do áp phun mạch của mình nghi quá ta thì mình rén quá rồi em báo nó muốn mạch nhú nó kìa anh em, quá cầu luôn rồi.
Ok trở lại anh em, mình đang lo lắng nha anh em. Quải rồi mình hơi rém rồi. Nghe báo là có 2 ca liên tiếp mà chắc đi quá. Nãy lên mà anh em lên thì hay mà mình nghi là fan này sẽ đi. Chơi đây em mò. Ơi phương phận 3, 4, 5 hợp lý chưa? Mình tính hết rồi, đi vô cái khung rồi. Và ánh sáng mình ui sáng kìa. Trời ơi, bãi mà mình đáng mình nói mà anh em. Nhiều cái gì mình lo kìa, sao chắc đường em bao quá. Ok, nghe nói mình chơi. Trời ơi, mình nghĩ là nó sẽ bế đi hết tất cả nhưng không nha anh em, mình là người biến tất cả mọi thứ đi nha anh em nè mình. Ok, mình chơi lột son bên lần thứ hai nha anh em, full mạnh nữa. Giờ mình lo lắng về bản thân mình quá anh em ơi, thằng em báo à. Trời ơi, căng anh em. Hồi lẽ mình thua kèo nghe em trời. Đã quên, cái gì chơi chứ anh em, đúng rồi. Một, con hơi ai. 3, 4, và đây là số. Số hãy lên tiếng, dò ơi cái bạch. Trời ơi, mình thua hơn em rồi, cái đạm anh. Ok, trở lại giáo án này anh này nha anh em. Thằng em báo nó đập lên cho mình nha, đập lên 4 cho mình. Ok, sorry anh em khoái nhiều quá nha. Anh mày sao á, kỳ ta. Ok, thời gian bốn quạch nhú của em. Ok, bốn quạch nhú của anh em báo nha anh em, mà khoái này mình nha anh em. Trời ơi, mình đập bên ham xịt, gì nãy bạn đặt cho mình ta. Nãy mình đập bên ham xịt rồi, xong hơi xịt 2 lần rồi nha. Mình không tin điều đó luôn. Rồi. Quỷ dữ nó đang thúc đẩy trái tim này. Trời ơi, không lấy xin nữa. Cô rồi, đinh mình. Đinh mình là sao lần. Tồi tệ như thế sao. Quải bố bệnh nhú thằng em. Không lẽ bố bệnh nhú nó lại tâm linh như thế sao. Quải hồng em. Sao luôn luôn. Sao trời nãy để như vô như thế nữa ta. Ok, công thức của anh em vãi ảo luôn em ơi, công thức của anh em. Còn trên 16 đi. Rồi anh em ăn được học công thức này của anh em báo nha anh em. Thấy lộ rồi. Lộ. Ok, mà nó công thức của bạn cho bạn đập ở cuối này, nãy mình đập sau thịt giờ mình rén nó cho bây giờ anh em báo qua này nha anh em. Mà nó có uy tín qua này. Uy tín lắm luôn. Nhịp nữa mà, qua này nhìn luôn. Và rồi liệu cái kết có thể tồi hay không? Quái thôi, siêu. Siêu. Bố hoạch nhu. Công thức, quái công thức. Công thức đó, công thức. Hay báo ơi, quá đẳng cấp nha. Thằng em, nói chung là em khoa đưa kèo, nói chung lên đủ hết luôn nha em. Quái tụi kèo về, chúng ta nên tự ý làm quả làm sao. Hả? Có lời sorry anh em không? Ha. Thôi nó chứ hẹn anh em mà một bữa khác nha anh em. Giờ nó cũng quá vô phơm bữa nay anh em ơi. Thằng em nói chung chuẩn bị phơi quá kỹ càng. Ok, sao đâu người anh em khoái nhiều. Hôm nay clip này quá đã nha. Dạo chơi khách quá là lụm luôn nha anh em. Thằng thành giải ngân hà full hóa vàng nha anh em. Quá đã. Đợi anh. Sure bye chứ.